Chào các bạn đã đến với kênh Sang Sáng Chính Vlog. Hôm nay hai anh em tụi mình sẽ làm món tôm nướng sa tế cho các bạn xem nha. Mời các bạn xem nha. Các bạn nhớ xem hết clip nha. Xỏ tôm nha các bạn. Trời ơi các bạn ơi, mình mua cây tăm nhỏ quá, một con tôm xỏ hết cây tăm luôn các bạn. Tôm này là tôm đất vuông nha các bạn. Tôm này mình vừa đi chài ở phía bên vuông của người quen sát bên nhà. Bỏ nó dĩ nướng nha các bạn. Đây nè nha. Đây. Dĩ tôm xong rồi nha các bạn. What? What the fuck? A few moments later. Wow, nóng quá các bạn. Anh mình cho mình nướng thử nha các bạn. Ui nóng quá. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.